rồi xài mệt. Ok thì chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành này đó. Thì hiện tại là mình đang ở trên cái con CC9 nha mọi người. Đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái clip đập hộp nha mọi người. Tiếp tục cái series đập đồ tết nhân phẩm các kiểu này. Đó thì cụ thể mình sẽ đập là tất cả cái phần quà mà lúc trước đây mình nạp cái mốc 50k mọi người. Trong cái sự kiện là cái lúc mình vừa mới trở lại mọi người, vừa mới chơi game trở lại cái đây cũng 3 tháng rồi mọi người. Thì mọi người có thể xem lại cái video đó nha mọi người, là mấy cái phần quà mà mình đã nhận, mình tích ở trong trong đây á mọi người. 50k nhận quá trời đồ ngon á mọi người. Ok. Đó thì trong cái clip này đó thì mình có nhận quà. Và cụ thể thì cái ở cái cánh mình đang mặc đây là cũng nạp trong cái lần sự kiện đó mọi người. Nó ra 20k thì phải mọi người. À 100 kim cương á, 100 kim cương mọi người. Rồi mình nạp tới 50k là được cái mốc 250 kim cương nữa, nghĩa là được một cái quà vũ khí nha mọi người. Mình cho mọi người xem cái cánh này. Chắc mọi người thấy cũng khá là nhiều rồi mà. Đây. Cánh hoa bỉ ngạn nha mọi người, lề hoa bỉ ngạn cánh cam tốc độ 120 mọi người, mà khá là nhiều luôn á. Thì mới là cái set đồ này thì khá là hợp mọi người. Ok, cái số này mọi người. Đó thì trong cái chuỗi sự kiện tung 50k cái lần mình đạt đó mọi người. Thay đây mấy cái phần quà này. Đó, quà vũ khí may mắn cao nè mọi người. Này thì lúc trước đó là mốc 250 kim cương mọi người. Còn 100 kim cương thì mọi người sẽ được cái cánh cam mà mình đang mặc đó mọi người. Đó. Và cái rương tiếp theo là rương vũ khí khí ngẫu nhiên chung nha mọi người. Cùng trong cái sự kiện ngày lễ. Thì được cái này, được cái nhân phẩm một lần ở đây. Và cái set đồ này là cái set đồ trong nạp định mức mọi người, 50k. Mọi người sẽ được tự chọn một cái set đồ cam bất kỳ trong đây nha. Tự chọn, đó. Khá là xịn luôn. Và tiếp theo là cái quà nạp tự chọn 2 này nè. Nó cũng trong cái sự kiện đó lên thì phải mọi người. Nạp và định mức đó mọi người, 50k. Mình nhớ tới 2 hộp, sao giờ có 1 hộp vậy ta? À, trước đã tay đập mất tiêu 1 hộp rồi. Đó, ok và tiếp theo đó là cái gì ta? Đây nè mọi người, rương chiến hồn này cũng trong cái sự kiện ngày lễ đúng không nha. Rương chiến hồn ngẫu nhiên này. Đó, cái này. Và tiếp theo là cái món nào nữa ha. Đây mọi người, đây rương lên thạch bậc 1. Tự chọn nha mọi người. Đó, tự chọn trong đây. Đó, đó thì cơ bản là có mấy cái phần quà đó mọi người. Ok, thì đó giờ mình sẽ đập hộp những như mình test nhân phẩm các kiểu đây mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ chắc có lẽ là mình sẽ đặt cái quà ngoài trước, quà kiểu phê phê trước nha mọi người. Tí nữa càng vô sau thì càng hấp dẫn mọi người. Đây thì rương thạch mặt 1 đây thì tại mình có một cái, còn cái vị trí số 2 mình vẫn chưa có cái ô nào mọi người, chưa có cái viên đá nào để khảm vô, thì mình sẽ lấy cái vị trí số 2 mở luôn đi. Ok đó, rương thạch mặt 1 vị trí 2 nha mọi người. Ok. Và tiếp theo thì mình sẽ đập luôn cái đây mọi người, rương chiến hồn ngẫu nhiên này. Mở luôn. Hình như lúc đó là free 10 cái mà ta, 10 cái sao? Còn một cái đâu mà mình tích ở trong đây nữa là thành 11 cái. Đó. Được 4 cái chiến hồn tấn công này. Hai cái phòng, ba cái phòng thủ, hai cái sinh lực với lại hai cái tốc độ mọi người. Thì mấy cái này mọi người sẽ cảm một cái con thuốc cưỡi mọi người lên thạch đó. Là thuốc cưỡi á mọi người. Phẩm chất càng cao thì lực chiến mang lại khi tăng cấp lên thật sẽ càng nhiều. Thì cụ thể như nào thì chắc là mình sẽ làm một cái clip để có thể khảm mà cũng như hướng dẫn mọi người, kiểu mấy anh em mà thằng thủ mới chơi lại á, khảm cái này vô cái con thuốc cưỡi mọi người, linh thạch thuốc cưỡi á. Ok đó nha mọi người. Xong hai cái quà đó rồi, tiếp theo thì mình sẽ đập cái đây luôn. Mở cái này luôn nè, trong đây thì có cũng được tự chọn mọi người. Còn đây mình sẽ lấy cái này mọi người. Lấy cái này rồi có cái đá sao đỉnh này, về sau mình sẽ ghép mình tăng sao cam á mọi người, cao. Lấy cái túi thứ hai nha mọi người. Ok. Mở luôn này, túi quà bao ơ. Đó, quá là xịn luôn. Ok và tiếp theo là tới em thời trang nha mọi người, thời trang đây. Còn nhân phẩm vũ khí thì mình sẽ test sau cùng nha. Quà thời trang kỷ niệm tự chọn một này đó. Thì trong đây nó có rất là nhiều set đồ cam mọi người, khá là xịn. Set này thì mình có rồi này, set ngân hà bột sáng này. Nó cũng tự nó nói như lại cái set ngưu lan á mọi người đó. Đây
Xe này sẽ được cam tốc độ bao nhiêu ta? 100 mọi người. Này có 100 luôn này. Áo ngọc bích. Này lúc trước nha, có tên là Người Yêu Bá Đạo thì phải mọi người. Tiếp theo ba là vua Hùng này. Đó. Đội trưởng Việt Nam, xe này mình có rồi nè mọi người. Cam tốc 100 nha. Otaku nè. Đó. Thời trang thanh xuân nè mọi người. Chắc set này tốc độ 200 này. Đó. Càng về sau mấy tóc mấy set sau là toàn là tốc độ 200 hết mọi người. Áo thời trang áo giáp ngôi sao. Vương tử vũ tế này. Khó chịu với cúng nè mọi người, khuyển gì đây? Thân sĩ trung tình. Tiếp theo là băng hàng đế vương. Diên hy công lược. Hồng vân chiến bào nè mọi người. Ồ, set này thì cũng khá là đẹp đó mọi người. Trong Naruto á mọi người. Thời trang áo thù lâm nè mọi người. Cái này thì khá là lâu rồi, nó free trong Liên Xe Bờ lâu lâu lắm luôn á mọi người. Nhưng mà bây giờ thì nó hồi lúc trước cũng có ra nạp các kiểu mọi người. Nhưng mà thì lấy set này. Ok. Aquaman này, set này mình có rồi nè. Tâm linh tương thông. Luffy nè mọi người. Kỷ niệm tương lai các kiểu này. Này này còn gàng. Thời trang viên trời nè, cái này mình cũng có luôn rồi. Ma vương hộ thân các kiểu này. Bác sĩ dễ thương. Nam thần mọi người. Người nỗi vực thịnh này, set này nỗi vực thịnh này. Ok, và cuối cùng là nỗi vực thịnh nữa. Set này giống với lại cái set ban đầu nè. Set thứ hai chứ, ở đây. Áo ngọc bích. Như nhau mọi người. Đó, ok thì chắc là mọi người cũng đoán biết là mình sẽ chọn set nào trong đây rồi đúng không? Trời ơi, nếu mà một fan anime mà cuồng anime thì thôi chứ không thể nào thiếu cái set này rồi mọi người. Đó chính là set Otaku nha mọi người. Ok, thì đó mình sẽ chọn cái set này luôn nha mọi người. Cái set này khỏi phải bàn rồi mọi người. Khá là xịn sò luôn. Cái thân thì cầm cái giỏ sách. Cái tay thì cầm bàn phím chơi game thì phải mọi người. Tóc trắng rồi cái khuôn mặt thì cũng khá là xịn. Thích chơi game. Ok. Đó thì mình sẽ mở luôn nha mọi người. Dùng luôn này. Chọn cho đúng tên mọi người. Trong Việt Nam đây. Đó. Hộp thời trang Otaku nha mọi người. Ok. Mình sẽ mở luôn. Quá là xịn luôn mọi người. Đây. Otaku đây. Trời ơi. Mở luôn. Ok. Cuối cùng thì mình cũng đã sở hữu được cái set này rồi mọi người. Khá là thích cái set này rồi. Okay. Thằng này mọi người. Thằng là Otaku này. Còn khuôn mặt thì là thích chơi game. Cái tóc thì là tóc sao may mắn mọi người. Đó thì set đồ này chắc là mình cũng sẽ review sau một clip chỉ về sau luôn nha mọi người. Mình sẽ làm chặt canh test các kiểu. Và tiếp theo thì bây giờ mình sẽ test cái quà vũ khí mọi người. Ok. Không để mọi người đợi chờ lâu nữa, nhân phẩm của chúng ta nè mọi người. Hộp đầu tiên thì vào khi may mắn cao thì chắc trước đây mọi người có thể thấy mình test khá là nhiều luôn. Trong cái mix server mới mọi người, trước đây nha. Chứ còn bây giờ thì không thấy cái hộp quà vũ khí may mắn này xuất hiện trong server mới đâu mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đập cái này trước và sau đó mình sẽ test cái vũ khí ngẫu nhiên chung này sau nha. Trong đây thì nó có 4 vũ khí mọi người. Gà cao su, phá thần tài, uyên ương, lì xì. Và cuối cùng đó là một là kim cương nha mọi người. Đó. Có một cái trong đây là nó không có cái vũ khí pháo đỏ mừng xuân mà thay vào đó là lì xì nè mọi người. Nó khác cái xe mà mới chứ. Và một tí nha. Nó sẽ xịn sò hơn. Nói chung là anh em mà mở mà né cái kim cương này thì còn lại là ra toàn là vũ khí siêu đao thôi mọi người. Xịn sò không à. Thôi giờ mình sẽ mở luôn nha mọi người xem nhân phẩm của mình. Nó sẽ như nào đây, hộp quà xin lời, nhận ngẫu nhiên vật phẩm bên trong. Xin lời nữa. Đây, 1, 2, 3, ấm là Sibo này. Trời ơi. 3.000 kim cương mọi người. Mày nói là đúng nhỏ luôn á trời. Thừa ra gì cũng ra ra ngay kim cương mọi người. Nói chứ mấy cái vũ khí cà cao su hay pháo lại yên ương thì mình sở hữu hết rồi mọi người. Nó không ra lì xì thì thôi chứ còn ra kim cương thì cũng được thôi mọi người. Xì thì tỷ lệ khó ra lắm mọi người. Trong đây, ok thì tiếp theo mình sẽ test luôn cái hộp rừng vũ khí ngẫu nhiên chung này nhé mọi người.
trong đây thì cũng có lì xì nè, rồi bánh kem các kiểu nè, ok. Còn đâu là lại là mấy loại vũ khí kìa mọi người, nó cũng có mấy siêu đào, dép kẹp, rồi súng thần kim ngưu, gà cao su, phó thần tài, uyên ương các kiểu, thùng bia nữa nè mọi người. Đó. Thôi không nói nhiều nữa, mình sẽ test luôn. Rồi vũ khí ngẫu nhiên trung nha mọi người. Ok, 1, 2, 3. Trời ơi. Vì sao mà ra pháo đỏ bằng sung vậy trời. Trời ơi, còn lâu mới tới Tết mà. Chịu luôn á trời. Mấy không hiểu hôm nay nhân phẩm của mình kiểu gì đâu mọi người. Một cái hộp trước thì ra kia cương, hộp này thì lại ra pháo đỏ bằng sung. Thôi chịu luôn rồi. Thôi, ok. Đây pháo đỏ bằng sung nè mọi người. Thì pháo đỏ bằng sung lúc trước mình có rồi nha mọi người. Trước mình cũng có test rồi, nó ra đâu có sao. Hay là nạp rồi mình cũng không nhớ nữa. Mình chắc mở nhân phẩm rồi. Rồi này mở phát ra nữa cái con vũ khí này luôn. Thành ra là có hai con luôn á. Chán ghê luôn quá trời. Ok, đó. Như vậy là xong nha mọi người. Mình đã đập hộp ALL mấy cái phần quà trong cái sự kiện 50k mình cái lúc trước. Mới trở lại mình đã nạp không mọi người. Cách đây 3 tháng mọi người. Ok, đó. Mặc dù khá là xui luôn nhưng mà không sao. Dù vậy thì chủ yếu là 50k đó mình làm để mình lấy cái set thời trang otaku á mọi người. Ok. Thôi thì set đồ này thì có lẽ mình sẽ review sau cho mọi người xem. Còn bây giờ thì thôi chắc clip mình đến đây thôi nha mọi người ơi, cũng khá là dài rồi. Up luôn nha mọi người. Tranh thủ edit video kịp để mà lên sóng cho mọi người xem. Ok, thì anh em nào mà xem tới giờ phút này rồi thì đừng tí kéo xuống cho mình xin một like nè. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì nhớ để lại bình luận ở dưới nha. Và đừng quên là đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất của mình nha. Ok, còn giờ thì chúc mọi người có một ngày tốt lành này.